chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái tập 245, nghe ngữ khí trêu chọc của đại sư huynh đoan mục sinh nghiêm mặt nhìn con hàng này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi nụ cười trên môi vu chính hải cũng tắt hắn nhíu mày thở dài nhị sư huynh của ngươi cũng nói những lời này với ta hắn cũng đã nhận được phi thư của tư vô nhai truyền lại cái ước hẹn nửa năm sau của ngu thượng nhung giờ thằng tam cũng hẹn hắn nửa năm đúng là bất đắc dĩ mà điều này làm cho nội tâm đoan mục sinh cũng hết sức kinh ngạc lên tiếng thắc mắc thiên phú của nhị sư huynh hơn xa ta chẳng lẽ liền chưa từng thắng qua đại sư huynh hay sao Vậy thì đại sư huynh này cũng quá mạnh mẽ rồi. Thân là đàn em, con hàng này cũng nghe qua mâu thuẫn của đại sư huynh cùng với nhị sư huynh, nhưng càng về sau này, hắn cũng thường xuyên nghe được những cái sự tình mâu thuẫn. Cùng với những ma sát giữa đại sư huynh và nhị sư huynh, nhị sư huynh của hắn đi khiêu chiến rất nhiều cao thủ trong thiên hạ, cũng chưa từng thua trận nào. Tức lực cùng với tu vi, hắn cho rằng phải ngang hàng cùng với đại sư huynh chứ, thế nào mà hai khứa này còn chưa có từng oánh nhau phân thắng bại hay sao? Đoan Mộc Sinh cũng rất bất ngờ với tin tức này, lúc này Vu Chính Hải không còn ôm lấy thằng Tam nữa vẻ mặt buồn bực quay đầu bước đi. Hắn thở dài, đương nhiên rồi, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm sư huynh đệ, nhưng hắn còn không biết, vì lần tiết lộ tin tức này mà sau này xích gây ra đại họa cho hắn. Vu Chính Hải quay người bước đi, đưa lưng về phía Đoan Mộc Sinh, không hề lo lắng con hàng lão tam sẽ đánh lén, lại nói ra mấy câu cao siêu khó hiểu với Đoan Mộc Sinh, chỉ mong rằng đệ sẽ không dẫm vào con đường của sư huynh. Lão tam nghe xong thì nhất thời nghẹn lời, méo biết phải đáp làm sao. Sau đó hắn lang không phi hành cùng với đám hoa trọng dương rời đi, Đoan Mộc Sinh đứng yên lặng dõi theo, trong lòng nguồn ngang biết bao suy nghĩ hắn tự hỏi chính mình thiên phú không tồi hơn nữa khắc khổ cố gắng chỉ bất quá nếu như muốn cùng với nhị sư huynh mà so sánh thì hắn cho rằng mình phải kém ba phần liền ngay cả nhị sư huynh cũng không phải đối thủ của đại sư huynh vậy thì mình làm thế méo nào mới có thể chiến thắng đại sư huynh được đây suy nghĩ này làm cho lão ta mặt ngắn cuốn lại ngây ngốc đứng tại chỗ đúng là cái miệng hại cái thân mà đoan mục sinh dõi theo vu chính hải cùng với đám đệ tử u minh giáo đang chậm rãi phi hành rời đi nhìn cái bóng lưng này hắn chắc chắn đây không phải là đang chạy trốn Tốc độ phi hành của Vu Chính Hải cũng không nhanh, giống như nhàn nhã đi đường mà thôi, còn phía sau Hoa Trọng Dương cũng theo sát phía sau. Đó là bởi vì hắn đã xác định được sư phụ không có đuổi theo, đây chính là tin tức tốt nhất, cho nên mới thành thời như thế. Sau khi đi một quãng xa, Hoa Trọng Dương mới dám lên tiếng hỏi: "Giáo chủ, Thiên Kiếm môn đã không còn tác dụng gì, chúng ta bước kế hoạch tiếp theo nên làm gì? Thiên Kiếm môn đã bị tiêu diệt, giờ U Minh giáo đã mất đi mục tiêu, cần phải có mục tiêu tiếp theo." Lúc này Vu Chính Hải đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, hắn phọt ra một câu khó hiểu: quả hồng phải lạt mềm buộc chặt điều này làm cho hoa trọng dương mặt đần thối ra hắn chả hiểu cái quần què gì cả cạn mợ lời luôn vu chính hải ngừng lại một chút tay chắp sau đít nhìn xem cảnh sắc núi non sông ngòi tâm tình cũng khá hơn một chút liền hỏi thương thế của bạch ngọc thanh thế nào rồi nghe vậy hoa trọng dương lập tức bẩm báo trong vòng nửa năm chỉ sợ cũng vô pháp có thể tái chiến được vu chính hải nghe xong thì hừ lạnh lắc đầu đều tại ta quá mức dung túng nhị sư đệ rồi nghe vậy cũng khiến hoa trọng dương lắc lắc cái đầu hắn cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ mặc dù bọn họ tứ đại hộ pháp đều là cao thủ trong cao thủ nhưng mà trước mặt kiếm ma cái vị siêu cấp cao thủ bố đời này cũng là lộ ra vẻ mặt tái nhợt sợ hãi cùng với bất lực hoa trọng dương cúi đầu lên tiếng hỏi nếu không thì ta trực tiếp đi tìm thất tiên sinh nhưng mà vu chính hải lắc đầu không cần nhị sư đệ rất có thể vẫn còn ở bên cạnh hắn nguyên thần kiếp cảnh sau khi vượt qua đệ ngũ diệp thì mỗi một diệp đều là cách biệt một trời một vực hoa trọng dương cũng không muốn bị giống như con hàng bạch ngọc thanh kia bị một kiếm chém trọng thương phải dưỡng thương nửa năm trời đây cũng còn coi như là may mắn con hàng kiếm si trần văn kiệt kia thậm chí còn không có cơ hội nằm dưỡng thương thì liền đã đi tây thiên gặp diêm vương rồi lúc này vu chính hải liền ra lệnh phái người đi điều tra một chút trận pháp hiến tế của liên hoa đài do người nào bố trí đồng thời cũng thử liên lạc một chút với thất sư đệ xem sao hoa trọng dương lập tức ôm quyền cúi đầu cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh nhưng nếu như lại gặp được kiếm ma tiền bối thì sao hắn rén lão nhị lắm vu chính hải cũng không nói nhiều phọt ra đúng hai chữ tránh đi hắn cũng không muốn tiếp tục mất đi những thuộc hạ đáng tin cậy còn lại hai người không lưu lại nữa liền hướng về phương xa mà rời đi. Nửa ngày sau, tại Ma Thiên Các Kim Đình Sơn, dương quang chiếu rọi. Xuyên Vân Phi liễn dưới sự điều khiển của con hàng minh thế nhân cũng vất vả bay về Ma Thiên Các, quá trình coi như cũng thuận lợi, Lục Châu không có bị say xe như khi Đoan Mục Sinh điều khiển. Đoàn người còn chưa có xuống phi liễn, thì Phan Trọng đã che ngược chạy tới, "Các chủ, Hoa trưởng lão, các vị rốt cục cũng đã trở về rồi, con hàng này cuối cùng cũng tỉnh lại, mà hú hồn chim én, không rõ người nào của Ma Thiên Các vi diệu thế, còn chuẩn bị sẵn vòng hoa tang sự cho tên này, đề phòng phan trọng đi đắp chiếu là liền tổ chức tăng lễ luôn đúng là rất chu đáo mà nhìn thấy phan trọng mặt mũi tràn đầy bộ dáng lo lắng nóng này minh thế nhân sau khi nhảy xuống phi liễn lập tức chạy tới hỏi có chuyện gì mà gấp gáp như vậy hả ở bên kia lục châu chậm rãi bước xuống phi liễn theo sát phía sau là bà tổ cô tiểu diên nhi nhảy chân sáo ở bên kia phan trọng gấp đến mức đỏ mặt hắn ấp úng trộm 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 nghe vậy khiến vẻ mặt minh thế nhân khó hiểu trộm sao một lúc sau phan trọng mới hít được một hơi sau đó nói một câu hoàn chỉnh ma thiên các bị trộm Vẻ hoảng hốt trên mặt càng thêm nồng đậm. Minh Thế Nhân nhìn hắn chăm chú, sau đó gõ cho tên này một cái, "Đừng có nói nhảm nữa, có con chuột nhất nào dám lên Ma Thiên Các ăn trộm chứ?" Nhưng mà hình như hắn nhớ nhầm, trước đây Ma Thiên Các cũng từng bị trộm mà, Phan Trọng bất đắc dĩ, "Cái này, việc này phải hỏi Lãnh La Tiền Bối, may mắn có Lãnh La Tiền Bối ở nhà." Lục Châu chậm rãi bước đi, hắn cũng nghe hết Phan Trọng bẩm báo, thầm nghĩ, "Bảo bối của Ma Thiên Các, trong thiên hạ có người nào mà không muốn chiếm làm của riêng cơ chứ?" Sau đó sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu quan sát bình chứng của Kim Đình Sơn mặc dù bình chứng bây giờ chỉ bằng một phần ba lực lượng của trước kia thì cũng không phải đám trộm cắp phổ thông có thể xâm nhập vào được lục châu chắp tay sau đít tiếp tục bước về ma thiên các đại điện tuy nói rằng phi phàm lực lượng vì bộc phát mà khiến cho nó hao tổn nhưng mà trình thể trạng thái của lục châu lúc này cũng không tệ lắm tối thiểu thì cũng không cần lúc nào cũng phải dùng thẻ đạo cụ không bao lâu lục châu đã bước vào bên trong ma thiên các đại điện ngồi lên ghế chủ vị bên trong đã có rất nhiều nữ đệ tử đang chờ đợi hoa vô đạo cùng với lãnh la cũng đã ở đây cùng với con hàng minh thế nhân đang đứng bên dưới hành lễ với lục châu chỉ duy nhất tiểu diên nhi được đặt cách đứng bên cạnh lục châu lúc này lãnh la liền lên tiếng ôm quyền bẩm báo đến ma thiên các ý đồ trộm cắp chính là cái đám thượng nguyên ngũ thử lúc trước nội loạn của nguyên thành chính là do cái đám ngũ thử này ở phía sau đốt lửa trong ngòi dẫn tới mâu thuẫn giữa các phe phái lãnh mẫu lúc đó lệnh đó tứ đại hắc kỵ chạy tới bình định nguyên thành chi loạn thì cái đám ngũ thử này liền biến mất không còn tung tích gì nữa chỉ là không nghĩ tới cái đám này vậy mà dám tới ma thiên các để trộm nghĩ nghĩ một lúc hắn liền bổ sung thêm một câu chốt hạ đúng là lá gan không nhỏ mà hoa vô đạo sống dai như đỉa kiến thức không hề thua kém thượng nguyên ngũ thử lấy trộm cắp thành danh vô cùng rào hoạt tu hành giới bên trong thì vẻn vẹn chỉ thua con hàng yến tử vân tam kia mà thôi chỉ bất quá vân tam là đơn thương độc mã hành động còn thượng nguyên ngũ thử ưa thích kéo cả bè cả lũ đi trộm cắp minh thế nhân nghe xong thì cảm thấy rất kỳ quái hắn khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi cái đám chuột nhất đó làm cách nào có thể xâm nhập được vào trong bình chướng đây chính là trọng điểm bởi vì kim đình sơn bình chướng coi như không bằng lúc trước cũng không phải những cái hạng chuột nhất bình thường có thể tùy tiện ra vào được lãnh la nhìn lục châu không nói gì trên ghế lớn thì liền múa mỏ ngũ thử sở dĩ am hiểu trộm cắp là bởi vì bọn chúng đã nắm giữ được một loại bí thuật loại bí thuật này cùng với sở học đạo ẩn chi thuật của lãnh mẫu có chút hơi giống nhau nhưng cũng không hẳn là như vậy sau khi trải qua hơn 10 năm qua ngũ thử đã từng chui vào không ít bình chứng của các đại tông môn để tiến hành trộm cắp cho nên tu hành giới mới đặt cho đám này cái ngoại hiệu ngũ thử lục châu cũng khẽ gật đầu đồng ý không có nói gì điều này làm cho hắn nhớ tới cái thời điểm mà mình bắt được cái con hàng yến tử vân tam kia thời điểm vân tam bị lồng giam trói cuộc bắt giữ thậm chí tên này còn trốn vào trong đất chạy trốn giống như phép độn thổ mặc kệ chỉ là tiểu thâu thì đều có những thủ đoạn đặc thù của chính mình điều này chính xác hoàn toàn là giả hoạt lúc này phan trọng đi ra lên tiếng các chủ đã kiểm kê mất mát rồi chỉ mất một chút rác rưởi của đông các mà thôi tiểu diên nhi nghe xong thì vẻ mặt hồ đồ rác rưởi sao rác mà cũng có người chạy tới trộm đi sao minh thế nhân cũng lên tiếng truy hỏi không có thứ gì khác bị mất nữa sao phan trọng liền đáp không có có thể đám này nửa đường nghĩ thông suốt cho nên sợ hãi rời đi phan trọng cảm thấy nếu dám tới ma thiên các trộm cắp vậy thì chính là gan lớn vô cùng về sau lãnh la tiền bối xuất hiện cho nên đám kia liền chạy trốn minh thế nhân nghe xong thì vuốt cằm khẽ gật đầu có đạo lý nhưng mà lục châu thì không cho là như vậy sau khi hắn dẫn người rời đi thì trên núi chỉ còn đám người già yếu bệnh tật bệnh chính là lãnh la với phan trọng già yếu chính là con hàng phan ly thiên như vậy thì bắt không được ngũ thử cũng là bình thường chuyện này nói lớn thì cũng lớn mà nói nhỏ thì cũng nhỏ việc nhỏ thì chính là không có mất cái gì cả đại sự thì chính là liên quan đến sự tình bình chứng của kim đình sơn bình chứng một ngày còn chưa khôi phục coi như đem đám ngũ thử này đi chầu diêm vương thì tất lẽ dĩ ngẫu sẽ còn những con chuột khác ngấp nghé có ý đồ với ma thiên các huống chi bình chứng lúc này còn đang liên tục duy trì không ngừng suy yếu lục châu cảm thấy bây giờ chữa trị bình chứng cũng không có cái phương pháp nào khả dĩ cả bởi vì tu vi của hắn không đủ đám con nhang đệ tử thì cần phải tu luyện thêm nhiều năm nữa mới có thể coi như chữa trị mấy năm sau đám danh môn chính đạo mượn thời cơ thọ mệnh đại nạn tới lại một lần nữa cổ động vây công kim đình sơn vậy thì toang rồi nhưng mà hắn cũng không thể lãng phí cái thẻ đỉnh phong thể nghiệm tạp chỉ vì đi chữa trị bình chứng được lúc đó thì chỉ có thể suốt ngày du rú bên trong kim đình sơn chờ người ta tới làm thịt lúc này lãnh la lại lên tiếng lần nữa lãnh mũ còn có câu nói không biết có nên nói hay không nói đi lục châu nhẹ giọng nói được cho phép con hàng này múa mỏ hắc kỵ đã cùng với thượng nguyên ngũ thử giao thủ qua vài lần bọn hắn có thực lực cùng với tu vi không hề cao vì vậy mà bọn chúng thường hợp tác với các thế lực khác để cầu lấy sinh tồn chi đạo lãnh mẫu hoài nghi hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục thượng nguyên ngũ thử có không ít quan hệ cùng với ma thiên các đệ thất đệ tử tư vô nhai có gì lại nói ra những lời ấy lục châu lên tiếng hỏi không có căn cứ mà đoán mò rất khó thuyết phục mọi người lãnh la liền giải thích trước kia có nghe qua ngũ thử cùng với ám võng đồng thời xuất hiện cùng nhau hôm nay ngũ thử lại từ mật thất đi qua rồi chạy tới đại điện sau đó hướng về đông các mà đi chưa từng động qua vật gì hiển nhiên là hành sự có mục đích mà tới ngũ thử hắn là hướng về phía khổng tước linh mà đến lần này thất bại quay về chỉ sợ sẽ còn có lần thứ hai nghe vậy vẻ mặt minh thế nhân tức giận lắm sư phụ cái tên phản đồ này tu vi đã bị trói buộc vậy mà còn có dũng khí phách lối như thế đồ nhi thỉnh cầu hạ sơn đem hắn gô cổ lôi về núi để hỏi tội lục châu nghe xong thì tay chống cằm nhắm mắt lên tiếng hỏi ngươi có thể tìm thấy được hắn sao cái này minh thế nhân cạn mượn lời cũng cảm thấy rất xấu hổ lần trước hắn phải mất rất nhiều thời gian ra sức chín châu bốn bỏ mới tìm hiểu được chút manh mối chịu nhiều đau khổ mới mò được ra cái hoàng phong sơn nút lùng chờ đợi may mắn tìm được tư vô nhai sau khi đả thảo kinh xà về sau thì tư vô nhai nhất định sẽ đề phòng làm thế nào có thể dễ dàng tìm được huống chi đầu của chính mình còn không bằng người ta lục châu lúc này đột nhiên nhớ tới cái dương ở đông các vì vậy chậm rãi đứng lên hạ lệnh các ngươi tản đi đi đám người lập tức đứng dậy chắp tay rời đi cùng lúc này ở thanh u tiểu trúc nào đó tư vô nhai đang ngồi xếp bằng bên trong đám thuộc hạ chạy tới bẩm báo giáo chủ ngũ thử phi thư nghe vậy lão thất khẽ nhướng mày thất bại rồi sao bởi vì nếu là thành công thì sẽ không phi thư mà sẽ là đem khổng tước linh mang về cho hắn tên thuộc hạ thân tín liền bẩm báo tiếp là bạch khánh vân đứng đầu ngũ thử trong thư có nói ở ma thiên các tao ngộ lãnh la bất đắc dĩ không thể không lui được điều này làm cho tư vô nhai càng thêm thắc mắc lãnh la sao cái người kiêu ngạo như thế sư phụ cũng nguyện ý không chế sao người này tại bờ hồ xấu tây một chưa bước lui hắc kỵ thượng nguyên ngũ thử trước đây cũng bị hắn từng thảo phạt qua nhìn thấy hắn thì liền sợ hãi cũng không có gì là lạ thôi vậy. vậy thì cái khổng tước linh kia thì sao nghe vậy lão thất lắc đầu sẽ không có cơ hội đâu lần này cơ hội tốt như vậy còn không có trộm thành công vậy thì cái thời cơ khác thì càng không có khả năng lúc này tên thuộc hạ chia ra món đồ bất quá ngũ thử ngược lại là mang về cái này hắn móc ra từ trong ngực một đống giấy vụn tư vô nhai đọc thư rồi cầm cái đống giấy vụn lên khóe miệng khẽ nở nụ cười nhẹ hắn đem đống giấy lộn đảo tay một cái một cái dương với đồ án trên mặt xuất hiện trước mặt hắn mặc dù chỉ là một cái thứ phẩm nhưng mà hắn đảo mắt có thể nhận ra được cái này là gì vì vậy lộ ra nụ cười thần nhiên nói ra phi thư cho mà thiên các Hết tập 245, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé.